Chuyên nhà mình không có ai tắm con hả? Ấy da, đúng rồi, mẹ con tắm trước. Thế hôm nay ai tắm? Ấy đúng rồi, hôm nay lượt con tắm hả? Thế hôm nay ai bắt giận này hả? Ấy đúng rồi, mẹ con ai tắm trước là bắt giận trước đúng không? Ý là nói bắt giận là chưa bảo lên làm cho mẹ bắt giận rồi ha. Giỏi quá. Rồi giờ để mẹ lại mẹ cởi áo ha, cởi áo ra để bắt giận ha. Rồi rồi con nằm lại, con nằm lên để mẹ bắt giận cho con nha. Ý da giỏi quá.